STEM là một phương pháp giáo dục có mục đích giúp học sinh các lứa tuổi trung học cơ sở, trung học phổ thông có thể vận dụng tích hợp kiến thức của các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. Trong thời gian tới, phương pháp này sẽ được thí điểm tại một số trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Việt Nam. Tiến sĩ Mark Hartman là người dẫn dắt các chương trình đào tạo giáo viên tại hai trường đại học King College London và Canterbury Christchurch University tại Vương quốc Anh. Tiến sĩ đang hướng dẫn cho các thầy cô giáo Việt Nam về phương pháp giảng dạy theo định hướng STEM, một phương pháp học qua thực hành, học với dự án đã được thực hiện thành công tại Anh. STEM is about having more skills and problem solving, so being able to look at real life problems and thinking about how to solve those using science, technology, engineering and mathematics. So we make sure that every lesson is to do with some experience from their everyday life, so we use context a lot. And then we try and develop very open questions that sometimes there aren't good answers to, so the students themselves are finding out the real answers. 22 lãnh đạo và 54 giáo viên tại 14 trường tham gia thí điểm dự án giáo dục STEM đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định tham gia tập huấn với các chuyên gia người Anh. Thông qua các thí nghiệm, các bài thực hành trực quan, các thầy cô giáo tham gia chương trình sẽ phải tự mình lên kế hoạch giảng dạy ứng dụng phương pháp STEM hiệu quả và phù hợp cho trường của mình. Khi tham gia cái chương trình giáo dục STEM này thì mình thấy cảm thấy là rất là thu hút và rất là mới lạ đối với những cái trường phổ thông ở huyện như trường mình. Và cái điều quan trọng nhất ở đây là để cho học sinh có một cái kiến thức tổng hợp. Đấy, và có những em mà có cái năng khiếu, có cái tư chất thì có cái điều kiện để mình phát triển. Đấy. Thí điểm phương pháp giáo dục theo định hướng STEM nằm trong chuỗi các hoạt động của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam về triển khai các phương pháp tiếp cận giáo dục phổ thông theo hướng toàn diện, khuyến khích sáng tạo và trải nghiệm, từ đó giúp cho giáo viên, học sinh hình thành những kỹ năng và tư duy quan trọng để hội nhập sau này như kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, làm dự án.